quá nhanh cho nó. Dùng rầm nhỏ yếu một vòng. Có cao lên. Sẽ to. Tổ ta dùng nó. Tốt, tiến bộ. Kia đi ba giây cho thầy. Giật lực giữa thảo, giật cắn. Lên liền, nhảy cao. Rầm dừng đó, dậm cái chân nó ra hình đó, lực nhảy cao, đó mạnh. Quá đàng hoàng lắm nè. Rồi bên đó. Đi. Lực vô. Chào. Cuốn này cho đều. Đánh. Cho đều, giúp cho đều. Lực vỗ tay rồi cho xong vô. Giật. Lực. Dừng. Thở nhanh, thảo cho đều, thảo nó đẹp rồi đó, đang đẹp rồi đó. Giật, giật đó, lực có cái nào không?
lâu tới dừng, hàng sau lùi hai bước, đi lố hàng là thấy nha, hàng sau lùi nữa, sau lùi tới thảm dưới luôn, canh đi lùi xuống đi thôi. Chào dứt dứt quá tôi thấy mày thảo kéo lớp sau vô đây cho xếp hàng, ngó hàng trước cho đều, cho đều. Hãy cao dập cho đều cái chỗ nó vậy nè, bắn cho đều đó cao Quỳnh, vô nó ngồi gần để thầy kiểm tra luôn rồi. Căng cái tạ sao vô nè, hai ô hàng sao lùi ô đi mà không nhớ gì. Quýnh cho đều chứ không phải đâu, giật có động tác giật lực vô bên trái phải cho đều, giật để cao dừng đó tiếp quân để cao giật lực vô nhanh miếu luôn. Không vừa ý đó này, thấp tấn xuống đó này. Lơ đòn liền, không có nói chuyện ngoài đi. Để mấy bạn tập trung. Một đòn, rầm. Giật lực vô. Đứng anh với lực quỳ lên đó này. Chứng lệch rồi đó chút. Đi ai đâu. Lơ là quen cái tôi. Chúng anh Huy giật lực đó. Cho mày cho đều, dìu nhau cho đều, canh cho săn căng đó, đẹp rồi đó, đó đúng rồi đó, lấy cái bạc cái vàng cũng được, khoát cái tay cho đều, ré to, dừng, theo liền chút vẫn kịp em, lực, cao tay lên, giật. Danh nhìn theo danh. Lanh không? To lên chút. Rồi tốt. Có luôn giữa tay cho em. Nhanh tí. Giật nhanh. Đó. Quá. Thấp. Đúng. Giữa tay giống như khi thế. Đó. Đó. Lực. Quá. Dài. Đó cao. Tốt. Đúng. Nhìn giật mạnh lên. Phát lung tung sàn rồi. Rồi, dừng. Cái đó thôi mà phải không? Chập lại. Tức tức nghe. Để thầy kiểm tra. Giật mạnh đây. Lực. Đó.
theo cho kịp hàng, theo cho kịp hàng, nhanh lấy nhịp công việc này. Dừng. Còn khuyết nè, đâu nè. Không, im lặng. Cô đánh. Đánh. Dứt. Dứt. Vỗ tay cho anh em khí thế. Đó, đây. Đó. Lực. Nhanh cho đều. Ra to. Bốn người không có. Đó, dứt lực. Lớp lớp ba người tắt âm thanh rồi đó nha, cho đều kia, cho đều, thắp xuống quần, thắp xuống bàn quân mới được. Ra to. Cổ tay, cổ tay, cổ tay. Lực. Cho chàng phá tay quýnh ra sung. Đó, giật. Ra to, giật. Nhìn theo tay. Dịch cái ta rớt ra dành rồi, kẹt vô nách, lấy to vỗ tay, cái ta rớt tương anh đã cao, cho đều, lấy to, kia còn cái tay rồi, đẹp đẹp không nhi, cho đều. Lực to lên, giật lực, ra to. Chưa đẹp lắm rồi, lăn anh ra ngoài, lăn anh ra ngoài vậy thầy, tôi to lên, dứt mạnh, dứt khoát luôn, cho đều, canh cho đều, ra to, nghiệp gương, mọi gương, tập trung vô, lơ đòn rồi đó. Đã cao. Ra to. Hiểu quá nè. Thuộc. To lên. Bạn đã theo cho kịp nghe. Diệt cái tay. Chúng ta không? Tôi theo cho mày. Lực. Im lặng đi. Tắt. Ra to. Yeah. Giật. Dừng. Dừng, dừng, lệch nhịp rồi, đứng lên lại. Tức anh lên trời. Quyên lên trời bên đây, Quyên. Ngay xuống dưới luôn. Muốn lầu ra con á, đẩy cái tay cho kỹ vô tí. Hồ. Lực.
đưa theo giùm bậy. Đánh. Kìa. Chậm thôi danh. Giặt cái động tác một, không có động tác giật rồi.